Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công giáo yêu thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Thank you.
Kết thúc rồi, con xin phép tạm dừng video. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Ngày rất là xúc động trong những ngày lễ của Tân Giáo Mục mới. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn luôn đồng hành ủng hộ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị nhé. Thì xin hẹn gặp lại mọi người trong video sau vì thời gian video khá dài. Hôm nay con tham dự lễ rất là xúc động, ảnh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Hà Nội mừng Đức Cha Tân Giáo Cha mới. Đó là Đức Cha Đàm Minh Nguyễn Tuấn Anh. Cảm ơn cô chú cùng điều ông bà cũng toàn thể mọi người nhé. Xin hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công Giáo Yêu Thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.